Xin chào mọi người. Hôm nay bên Sula Nghiên giới thiệu hướng dẫn mọi người là kết nối giao tiếp giữa pin lithium Gigabox SLA với biến tần SLA nhé. Hiện tại đây là bộ pin lithium của Gigabox này. Đây là model Gigabox SLA này. Đó. Công suất của nó là 5,12 kWh nhé. Và nó sẽ giao tiếp với cả biến tần Lux Power phiên bản SLA đây. Đây là cái máy Lux Power này. Thì em cũng hướng dẫn mọi người là giao tiếp này. Đi theo cái bộ pin Gigabox SLA này sẽ có một cái cáp giao tiếp như thế này. Đấy. Mọi người có thể sử dụng cái cáp giao tiếp này hoặc sử dụng cái cáp giao tiếp tự bấm hoặc sử dụng cáp giao tiếp của pin SVE. Em đang sử dụng ở đây là cáp giao tiếp của pin SVE này. Đấy. Hiện tại thì máy đã giao tiếp ok này. Dung lượng pin là 56%. Đấy. Dung lượng là 100 Ah và điện áp là 52,3 V, dung lượng còn lại là 56%. Đấy, giao tiếp ok. Khi mọi người sử dụng thì cái cách cắm thì chúng ta sẽ cắm vào cổng Neon Can Red 485 mà cắm vào đây. Đấy. Còn trên cái quả pin Gigabox SLA thì mọi người sẽ cắm vào cổng RS 485 giúp em nhé. Đây, cổng RS 485 là cổng đầu tiên này. Đấy, mọi người sẽ cắm vào đây. Đấy. Thế còn trên cái bốn cái công tắc gạt này thì bắt buộc công tắc gạt số 1 là phải gạt lên nhá. Công tắc 1 gạt lên, còn các công tắc 2 3 4 sẽ gạt xuống này. Mọi người để ý cho em này, 1 là on này, 2 3 4 gạt xuống này. Đấy, sau đó bật pin lên. Còn về phần điện điện 48V thì mọi người đấu dây vào đây rồi. Ở đây em đang đấu là tượng trưng để cho nó giao tiếp thôi, còn khi mọi người đấu vào tủ điện nó sẽ có automat hoặc là đấu trực tiếp như em cũng được. Đây em test máy nên em sẽ đấu trực tiếp như này. Dây của em đang sử dụng là dây 10 để test nhé. Khi các bác đấu là với cái quả pin này lên đấu cho em dây là dây 25mm thì chạy nó mới ổn định được, thì dây nó khỏi bị nóng. Về cái dây để giao tiếp này thì mọi người sẽ sử dụng ngay cái dây của bên Gigabox người ta cấp cho mình. Đấy, người ta sẽ cấp cho mình một cái dây như thế này. Cái dây này bên trong của nó là có tất cả là 6 sợi mọi người nhé. Đây, nó sử dụng 6 sợi trắng này, cam này, các thứ này. Đấy. Nếu như mà mọi người đánh mất dây này chẳng hạn thì mọi người có thể sử dụng dây của pin SVE hoặc là dây mạng tự chế. Cái này thì nó giao tiếp qua chân RS485 nên là nó chỉ sử dụng có hai dây thôi. Đó là chân số 1 và chân số 2 này, trắng, cam và cam. Đấy. Nó chỉ sử dụng có hai dây thôi mọi người nhé, còn các dây còn lại là nó bỏ, nó thừa đấy. Thì là cách giao tiếp nó rất đơn giản thôi. Ở đây hiện tại em đang cắm bằng cái dây của cái bộ pin SVE, em cắm sang để thử. Đấy, vẫn giao tiếp ok nhá. Đây này, bật nó sẽ chạy này. Điện áp là 229V, công suất là 1,72 kW. Đây. Trên máy nó đang xả điện áp là 51,2V. Công dung lượng 56%. Mọi người xem công suất này. Công suất 230V đây. Cái màn hình nó nghỉ mất rồi. Đấy, đấy là nó giao tiếp nhá. Khi mà nó không giao tiếp được thì nó sẽ không ra điện lưới cho chúng ta dùng đâu nhá. Nó không ra điện đâu. Đấy, giao tiếp ok. Đây, hoặc là mọi người có thể sử dụng cái dây của chính nhà máy cấp theo này. Đấy, chúng ta cắm vào đây. Đấy, em đang test trên các loại dây. Đấy, đây là dây của hãng đi theo nhé. Còn nếu quả pin nó xa quá, mọi người có thể bấm dây lại hoặc sử dụng một cái dây nào đó. Chỉ cần có sợi số 1 và sợi số 2 thôi, đó là sợi trắng cam và sợi cam, thì máy pin Gigabox sẽ kết nối. À, thế còn ở trên màn hình, mọi người chọn cho em là chế độ lithium nhé. Giữ nút Enter này. Rồi, về chế độ 03 này, 01 này, 02 này, 03 này, cái cờ lê 03 này. Ấn Enter này, chọn chế độ Li-ion nhé. Sau đó là chọn giao tiếp ở chế độ số 0 nhé. Cái này thì giống y chang với pin SVE, tức là khi giao tiếp là nó sẽ chọn chế độ số 0. Sau đó mọi người ấn Enter. Đấy, sau khi Enter xong máy sẽ khởi động lại. Và việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải chờ 2 phút máy nó mới giao tiếp. Phải chờ 2 phút nhé. Sau 2 phút đấy, thì bắt đầu nó sẽ giao tiếp và nó lên. Đấy. Khi mọi người cài đặt xong thì nó bước đầu tiên chúng ta sẽ mất là khoảng 2 phút. 2 phút thì là nó sẽ giao tiếp. Với pin Gigabox SVE thì ở đây sẽ có một cái automat này. Thì mọi người có thể là trên tủ điện không cần automat cũng được. Đấy.
Automat này là 100A nhé. Chân đây là chân đỏ là chân dương này. Còn chân đen là chân âm, người ta ghi rất rõ ràng ở đây. Các cổng giao tiếp ở đây thì chạy với Lux Power thì chúng ta sẽ sử dụng giao tiếp giao thức là RS485. Hai chân giao tiếp là chân số 1 và chân số 2. Đó là chân trắng cam và chân cam. Là dây trắng cam và dây cam, còn cổng can này thì chưa sử dụng tới nhé. Còn cổng RS232 là để kết nối với máy vi tính nhé. Còn hai cổng RS485 này để kết nối từ bách nọ sang bách kia. Ví dụ như mọi người có điều kiện mua nhiều bách chẳng hạn thì kết nối với nhau. Đây. Thông tin là pin lưu trữ Gigabox SLA này, CG là 2207 0257, sản xuất tháng 7 năm 2022. Đấy, nó kết nối rồi này. Khi nó giao tiếp được thì nó sẽ hiển thị phần trăm dung lượng và phần trăm này. Đấy, sau đó là nó sẽ hiển thị mũi tên chạy xuống như này nhá. Đấy, nó sẽ đóng điện ra cổng AC. Thì lúc này cổng AC nó sẽ có điện như này. Cổng AC hiện tại đang là 230V, dòng là 0,33, công suất 46W. 46W là em đang sử dụng cái sạc cho cái laptop này của em này. Đấy. Ví dụ như là đọc tín hiệu của nó, của bộ pin nhá. Bộ pin thì có thể đọc tín hiệu ở đây. Đây là cái phần mềm đọc dung lượng này. Độ lệch cell đang là 11mV này. Dòng điện là 2A này. Điện áp là 52,413V này. Dung lượng 56 này. Phần trăm này. Sức khỏe 100% này. Dung lượng còn lại là 56.380mAh. Dung lượng lạp đầy là 100.000mAh. Và cycle là đã sạc xả 4 lần nhé. Cái bộ pin Gigabox này thì tất cả những pin Gigabox ở trong nhà máy thì người ta đã sạc xả từ 3 đến 4 lần để test lại là cái dung lượng rồi. Đấy. Pin Gigabox kể cả Gigabox 5E, 5S thì đều được sạc xả 4 lần rồi nhá. 3 tới 4 lần là người ta sẽ test đi test lại ở trong nhà máy rồi. Sau đó mới hoàn thiện, bởi vì cái công ty này thì người ta kiểm tra pin rất là cẩn thận. Thế nên thành ra là khi mọi người đọc dữ liệu lên thì có thấy là quả pin đã được xài tới 4 lần. Cái này không phải bên em xài nhé, mà bóc ra mẹ nó đẻ ra nó thế rồi nhá. Đấy, ví dụ nó đang báo là cycle đây là 4 lần. Đấy. Đấy, dung lượng độ lệch cell đang là 14mV này. Cell có điện áp cao nhất là 3286 và cell có điện áp thấp nhất là 3272. 3,272V. Đấy. Có 16 cell đây, bên trong của bộ pin là 16 cell nhé. Điện áp danh định là 51,2V. Điện áp khi mà nó không làm việc hoặc là làm việc ở dòng thấp nó là 52V này. Đấy, khi nó tải nặng lên thì nó sẽ tụt xuống còn khoảng 51,2V. Dung lượng của nó là 5,12 kWh. Bộ pin này sẽ được bảo hành 3 năm mọi người nhé. Biến tần Lux Power thì sẽ bảo hành 2 năm. Còn bộ pin này thì sẽ bảo hành 3 năm. Đấy. Pin này dùng thì cực kỳ yên tâm rồi. Hiện tại giá bán của nó là 23 triệu bao ship toàn quốc. Đây là thông tin tem của máy này, của bộ pin này. 51,2V 100A này, điện áp nó làm việc là 51,2. Công suất của nó là 100A. Công suất kWh là 5,12 kWh. Tức là nó sẽ lưu được 5,12 kW điện. Điện áp sạc tối đa là 58,4 và điện áp nó ngắt tắt của bộ pin là 43,2V. Đây là cái thùng của nó này. Đây, lô hàng bên em mới về 10 thùng. Cái này thì khi đóng hàng gửi cho mọi người, bên em sẽ đóng trên pallet nhé. Bác nào gần thì em sẽ gửi ô tô. Còn bác nào ở xa, bên em sẽ đóng pallet và gửi Viettel thu COD. Đây, hiện tại nó đã giao tiếp ok rồi. Đó là cách giao tiếp với... Đây, khi em rút giao tiếp rồi nhé. Rút giao tiếp này. Chờ một tí nó sẽ cảm nhận được và nó sẽ tắt đầu ra luôn. Chờ một chút. Giao tiếp của nó là giao tiếp số 0. Đấy, nó tắt luôn. Khi mọi người cắm lại, mọi người lại phải chờ tiếp tục 2 phút nhé. Nó là 120 giây. Cái máy này nó thế. À, cái bộ pin này nó vậy. Đấy. Phải chờ một chút nó mới đóng điện lại. Đấy. Dây là dây người ta đã cấp sẵn theo máy rồi nhé. Thì chúng ta chỉ việc cắm thôi. Còn trong trường hợp mà đánh mất cái dây này chẳng hạn, hoặc là không có chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng dây khác, dây mạng mà mua ở cái cục wifi ấy. Đấy, nó đóng điện này đấy. Dây mạng ở cục wifi thì chúng ta sẽ thay được. Đây, em bật tải đây. Đấy. Tải là 1,72 kW này. Đấy, sau khi tải xong thì qua hai cái quạt nó sẽ quay, còn không có tải quạt nó không quay nhé.
Đèn ở đây nó có một cái đèn nó chớp chớp. Rồi đó là giao tiếp trên pin lithium gearbox SLA với biến tần Lux Power phiên bản SLA. Rồi các bác có nhu cầu đặt mua sản phẩm pin lithium hoặc là biến tần Lux Power, vui lòng liên hệ Solar Nghiên, số điện thoại là 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Em xin phép kết thúc video tại đây.